đẹp rồi. Đấy, 4 triệu, 3 triệu, 2 triệu, 1 triệu, các mệnh hệ hệ. Muốn mua cái gì thì mua. Để cho em anh, anh thấy nhớ đi bán một thắc nghe xem một lẻ. Đấy, cái giấy mời cho nó ngoài. Đây, cái giấy mời đây. Cho em thấy đi. 20.000 vé là tất cả là giấy mời mà. À, bây giờ là giá tầm bao nhiêu nếu mà V? À, em có ạ. Vâng, cho em đang hỏi để chỉ kiếm một cặp để là có cặp chỉ A đi. Thôi, có cặp A giấy mời thôi, cặp cặp CD thôi. À, được rồi, được rồi. Cặp A này là tầm bao tiền? Hai cặp. À, nó là bao tiền một cái là một cặp là 9 triệu hai vé. Đang lỗ 3 triệu, mất 3 triệu vừa qua rồi. Đang hôm qua với hôm nay khác rồi. Hôm qua thì nó khác quá đi trời. Nó ai bán vé hôm nay trời mưa thì người ta thạo con xe thì người ta bán. Hôm nay là trời đẹp quá đẹp. Đang lỗ lớn lên. Quá đẹp.